ベトナムで日本のことを紹介するベトナム TV が8月より始まるということで遊びに来たんですが、今日でこのステージで最後となります。皆さん一緒に楽しみましょう。今日は có chương trình của các festival và sắp tới là 8/8 website Việt Web TV giới thiệu những thông tin về đặc sản và hiện nay sẽ được ra mắt, cho nên nhóm mình đã đến đã có nhiều lĩnh vực Việt Nam. Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của nhóm tại festival lần này, rất mong các bạn nhiệt tình và ủng hộ nhóm. Hi, 私たち一昨日からイベントに参加しているんですけど、皆さん私たちのこと覚えてくれましたか？các bạn đã nhớ được hôm nay rồi. Các bạn đã nhớ được nhóm chưa ạ? でお芝居をしたり CM に出たりライブをしたり雑誌モデルをしているユニットになります。Nhóm mình đến từ vùng Kyushu của Nhật Bản. Công việc chính của nhóm là đóng quảng cáo TV, trình diễn ca nhạc và là người mẫu trên tạp chí. Cảm ơn. 本当は14人いるんですが、今日はこの7人でやってきますので順番に自己紹介したいと思います。Nhóm có tất cả 14 thành viên, nhưng hôm nay chỉ có 7 thành viên tham gia được thôi, và sẽ là tiếp theo sẽ là phần tự giới thiệu của các thành viên. Hi, tôi tên là Nagi Chong, tôi mới là Thai. Thank you. Hi, 私は私はですね、3日間ベトナムの皆さん本当にありがとうございます。trong thời gian 3 ngày ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho chúng tôi. I love Vietnam. Hi, tôi tên là Hunami, tôi mới là tôi. Hi, tôi tên là Natal, tôi mới bay tới. Nhiệt tình đối với chúng tôi và chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bạn.
và những ca khúc nổi tiếng của Nhật Bản. Các bạn hãy cùng ủng hộ chúng tôi nhé.